Đây, đây là con 1R15 màu xanh mới về. Anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ theo dõi kỹ ở nhân của chị và các bạn. Đó. Xe rất là đẹp. Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái mô tô mới về cho quý chị và các bạn. Thì nãy mình có cập nhật về lô SH, có gì anh em xem video nha. Còn bây giờ là mình cập nhật cái đây là con đó, có rất là nhiều anh em hỏi về MT15. Thì hôm nay đó, MT15 hôm nay lại có về MT15 này. Hỏi rất là nhiều, quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và tư quý 8 hoặc 0976741725. Đó, MT15 nhiều anh em hỏi đây này em. Nhưng mà cái màu này màu xanh rất là đẹp luôn. Màu xanh. Xanh nhám. Nhám. Xanh nhám. Cái mâm này mâm sơn hay là mâm nguyên bản đó vậy ta? À, nguyên bản nó đi với cái màu này để cho nổi lên nha các bạn. Thấy xanh à? Con này đi bao nhiêu ngàn anh? Sao mới dữ vậy? Mới vừa về. Hàng mới về mà. Thấy xanh nghe xanh, sọt thấy xanh. Để coi thử đi mấy ngàn nha mọi người. 23 ngàn. À, 23 ngàn. Giá 59.900. À, con này là 59.900. Biển số 61 nha mọi người. Đó, MT15. Có nhiều anh em hỏi thì hỏi đi. Nó lên cái trong đổ, mà lên trong đổ là nhìn kỳ quá. Nó dài quá. Ờ, dài quá. Gọn mà. Đúng rồi. Đẹp. Yeah. Mày hơi bị dài. Trong đổ này rất dài các bạn. Bảo mẹ nó ra. Theo đánh giá mình thì nếu gắn cây trong đổ nhìn nó kỳ nè, quý anh chị và các bạn nhìn đi. Nhìn xe nhìn lố ra hai cái cục nhìn ứng. Anh em nào thích thì tháo bỏ. À, không thích thì tháo bỏ. Con này là 2019 luôn. À, tháng 12 2019 nha các bạn. Con này chắc đi tour cũng dữ rồi. Xe chạy 23 ngàn, đợi xăng nổ lên cho anh em xem á. Con này giá có 59.900 thôi. Trả góp thì chắc là 20 triệu trả được luôn anh. 20 triệu à, 20 triệu là mua được rồi. Nhưng mà cũng đây nè, máy móc nè mọi người nhìn đi, mới như len keng luôn nha. Xe là bao zin cho anh em luôn. Giá 59.900 là bao sơ luôn nha mọi người. Mô tô mà đã bao hồ sơ hết. Tại đang là mấy con Trung Quốc à. À. Đó, xe thì rất là nhiều bên trong nữa, tí nữa vào mình lướt lại cho anh em. Có những dòng mà anh em hỏi sao không quay dòng nhỏ tiền, ví dụ như là Bentley nè. Mấy cái dòng đó FZ nè. Thì tí nữa mình sẽ vào mình quay cho với lại G-Big Demon cho anh em á. Mình sẽ quay những cái dòng nhỏ tiền. Đó, con này đang đợi xăng nha mọi người. Để xanh một tí thì mình test kỹ cho anh em á. Nó đang đổ xanh rồi nha mọi người. Cho xanh vào. Rồi, để máy lên. Con này cũng cao lắm rồi. Con này không phải là thấp đâu. Vẫn chưa nổ, chưa xuống xanh rồi. Đó. Quyền ngầu lên thử cái coi. Cao cỡ nào. Con này cao lắm á, MT15 này đó. Việc hiện tại là 1m mấy nè? 67. 1m67 hả? 1m67 mà cũng hỏng chân nha mọi người. Nhưng mà đi vậy là quá đẹp đó, form xe thì rất là đẹp cho anh em luôn. Rồi, test nhẹ cho anh em đó, con này là 59.900 thôi. Quá phê. Rồi. Thì vào bên trong một tí nữa mình quay cho quý anh chị và các bạn ha. Đây hai con mới về. AB này nhiêu anh Thắng? Anh Thắng. AB này nhiêu ra? AB nó mới về sẵn mình quay luôn nhị nhị cho anh em lướt qua một tí. Còn giá nhiêu anh? Giá nhiêu anh? 27.900. 27.900.
Đó, AB 27.9 nha mọi người. Mới về sẵn quay luôn cho anh em, lướt lướt qua cho anh em xem. 27.9 biển số 84. Rồi, Vision này, biển số nhìn đẹp cho. 86 77212. 7212. Con này thì mới len keng rồi. Nè, mọi người xem đi. Vừa rửa xong. Hàng vừa về. Con nó mới đi 2004 à. Giá này nhiêu anh? Con này 25 triệu. À 25 triệu 9. Chạy kiểu 2000. À chạy 2000. 25 triệu 9 nha mọi người. Rồi. Để vào trong này mình quay dòng nào nữa nè. À đó, ví dụ như GTX này bao nhiêu nha? Con kia mới về anh. Con này mới về à? Con này của khách à? Đây CB 150R biển số 72 là 220 là 82.9 này. Còn bên này là không có bộ độ, không có bộ zin là cũng 220 luôn, 80.9. Để mình đề con này cái cho anh em xem nè. Con này đi có 1.600 coi thôi mọi người. Đó, CB 150R 1.600 coi. Ở dòng này phân khúc 150 là nó gọi là đẳng cấp cho mọi người. Đó, anh em có hỏi Benali 3L2S con kia 219, con kia 84.9 nha. Còn anh em có hỏi về dòng GBX Demon 1 2 3 4 5 6, còn 6 con đó là 40.9 một con. Anh chị và các bạn nào muốn mua thì mình là liên hệ mua. Rồi, cách thì đang xem R15V3 đó. R15V3 con này là giá là con này cũng 220 luôn nè, 60.9. Hồ sơ cầm tay nha mọi người, màu xanh này. Khách đang xem thì chưa biết có mua hay không, cũng rất là nhiều anh em hỏi lắm. Con bên này đồ chơi mênh mang. Con này là tại vì các bạn biết không, có nhiều anh em nói là bán xe sao kèm đồ chơi, không phải nha các bạn. Con này là ABS, tóm lại là lên ABS nên giá nó là 70 triệu, chứ không phải là tính bán hàng đồ chơi gì đâu. Anh em mà mình ra mình lên ABS đi, tại vì ABS khi mà đầu vào người ta vẫn tính bán ABS nên bên cửa hàng vẫn phải bán thôi mà các bạn. Này ABS thôi. Bán hả? Đó. Có 70 triệu. 70 triệu. Đó, hôm qua thì anh em nói là chê con này bán sao lại sao bán kèm đồ chơi. Nên cái con này nó lên ABS là nó khác, nó không phải là đồ chơi. Ở đâu? Nhưng mà nó lên ba cái đồ nhỏ nhỏ. Đồ nhỏ nhỏ thì bình thường. Còn cái đó là ABS mà mọi người. Bình thường khách hay lên tay thắng này, hay tay là thắng này, xi nhang những cái đấy thì không. Đúng rồi. Hay ba cái kính. Nhưng mà cái này ABS là chắc chắn là phải cái phần này này, mình có đến muốn đi mua rẻ không được nữa. Đúng rồi. Tại vì ABS lên đĩa này nó liên quan tới phuộc nữa. ABS rồi là lên hai đĩa bên này. Dạ. Khi mà lên cái đĩa bên này là phải mua thêm cây phuộc nữa mới được, chứ đâu phải tự dưng mà lên được đâu. Đó, anh em chê nói cho Hùng đi. Con này bán rồi nha mọi người. Bán rồi. Dứt điểm là bán rồi. Tôi biết thì hôm nay còn một con thôi. Biển số 29. Ừ, 29 biển số 67 là 51.9 nha mọi người. Đó, còn con này nó lên cái bô MView. Đó, đi bô MView nha mọi người. Con này là cũng mới lên. Giá là duy nhất hôm nay là chỉ còn một con R15V3 này thôi mọi người. Màu xanh hôm qua nó nằm thì mình quay không kỹ, hôm nay nó ra đây mình quay kỹ cho mọi người này. Đó, màu xanh. Con này thì hồ sơ có sẵn rồi. Hôm qua tại vì mình quay cái đuôi không à. Hôm qua có mình quay cái con kia nhiều. Đó, 15V3 hàng về. Quay test kỹ cho anh em này. Qua wow, quay sơ sơ. Con này đi 6.000. Đó. Giá con này là 60.9 nha mọi người. Rồi.
Về bây giờ anh em họ hay hỏi là tại sao mình quay qua cái dòng này đúng không? Hôm nay mình quay gì cho anh em mới cái dòng Moto Mini nha. Moto Mini thôi nha mọi người. Rồi, con Benelli đầu tiên. Con này không có giá ta. Mấy con này cũng có giá luôn. Con đen à? 23 triệu 9. Con bên này nhiêu anh? 24 triệu 9. Rồi. Con bên này là biển số 76218 là 21 triệu 9 nè mọi người. 21 triệu 9 cũng có xe thôi. Con này đi 2400 coi. Con bên này là biển số 35218 là 22 triệu 9. Còn con bên này là biển số 68218 là 23 triệu 9. Cái này là Moto Mini Benelli 125 nha mọi người. Anh em nhìn ghi rõ ha. Con bên này là biển số 68218 là 23 triệu 9. Con bên này biển số 66218 là 21 triệu 9. Còn những cái dòng mà cruiser cổ điển thì đây, mình quay nhị cho mọi người ha. Kawasaki NS200 thì còn lại một con 40 triệu 9 nha, biển số 59. Shadow 150 23 36 triệu 9 nha. Con bên này là GZ125 là 25 triệu 9. Con bên này cũng GZ150A, con này là 42 triệu 9. Con này là Hisung nha các bạn, 58 triệu 9. Con này Phantom 2 thì biển số 68 là 62 triệu 9. GZ150A 219 nữa là 49 triệu 9. Đó, dòng cổ điển bê tông IP đồ cũng có nha. Để mình xuống mình quay lướt cho anh em một tí thôi, quay lướt mình bảo giá gì thôi, tại vì xe nhiều quá. Cái dòng mà nhỏ tiền ví dụ như KBR là Boss City này mà mọi người, biển số 61 có 22 triệu 9 thôi. Mình quay con này 22 triệu 9 Boss City. Đó, máy thì thầm thiếu xăng nha mọi người, 22 triệu 9 này. Con bên này KBR 125 27 cũng 22 triệu 9 luôn nè. Đó, 125 à, 22 triệu 9 hết. Con này là biển số 70 đó. Visitor 175 biển số 86 là 25 triệu 9. Đây, Phoenix này, anh em hỏi nhiều rồi. Phoenix 125 này 27 triệu 9 một máy nha. Đó là Phoenix này 125. Để sao nữa. Đó, Phoenix 125. Rồi Phoenix 300 này anh đang giảm này. 329 luôn các bạn, đi bộ AK Movic. Con này thì giá con này là hiện tại là giảm luôn á, giảm sắp luôn là 35 triệu. À, Kawasaki NS200 còn con này nữa này. Cũng 40 triệu 9 luôn, đồng giá luôn. Husky cũng còn nha mọi người, một con duy nhất 2018 là biển số 60 là 25 triệu 9. Con bên này là IB 2018 biển số 59 là 36 triệu 9. Bế ton một cặp là con này đang rút hồ sơ là 35 triệu 9. Còn con bên này là biển số 61 là 36 triệu 9. Custom là biển số 77 là 20 triệu 9. Con này 17 triệu 9 nè mọi người. Con này là Honda GL Master ấy. Honda Master đúng không? Master 17 triệu 9. Con bên kia Rebel này 170 nè mọi người, 29 triệu 9, biển số 59 nè. Đang xả còn lại 25 triệu, anh chị và bạn nào mua thì mình liên hệ mình mua nha. Đó là mình quay những con cổ điển nhị nhị cho anh em thôi. Đó, quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua dòng nào hoặc là mình muốn em quay dòng nào cụ thể chi tiết thì em update. Mọi người cứ comment ở dưới video em. Bạn nào muốn mua thì mình cứ chia sẻ like, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh ha. Có khách hiện tại vẫn đang mua xe cho quý anh chị và các bạn ha. Ngày nào cũng có xe bán ra cả. Thì số lượng xe nó về cũng nhiều, ngày nào nó không về cả. Thì nó về đâu mình quay đó, thì mọi người nào mình xem ưng ý thì mình cứ theo dõi nha, theo dõi kênh của em nha. Biển số 60 này, con này là Z125 Kawasaki Z125 nha mọi người. Z125 này thì bao phê, con đi 35.000 đâu, 3.000 à, 35.000 nó Z125 máy thì thầm. Rồi, ok, có lẽ là mình lướt sơ qua thôi. Đó, khách hiện tại vẫn đang làm mua xe. Anh em đang là vào nữa nè mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào like, chia sẻ để ủng hộ mình ạ.